Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thực ra tuần này mình không định đăng video đâu. Mình thì thường hay quay video vào cuối tuần, sau đó những ngày tối của đầu tuần thì mình sẽ edit lại video và đến giữa tuần thì mình sẽ đăng lên cho các bạn theo đúng như cái lịch trình. Nhưng mà tuần vừa rồi thì mình có một chuyến đi du lịch nên là mình không quay được. Nhưng mà hôm nay thì mình rảnh nên là mình tranh thủ quay một đoạn video ngắn thôi. Video này thì sẽ nói về cái kinh nghiệm đam mê cái mùi hương của mình, mình muốn chia sẻ cho các bạn. Video cũng rất ngắn nên là mong các bạn có thể xem hết và các bạn ủng hộ mình và đừng quên like nhá. Cái điều mà mình muốn truyền đạt ở đây đó chính là mình muốn các bạn ngửi thật nhiều, ngửi thật nhiều càng tốt. Không nhất thiết là phải là nước hoa, đó là những cái vật xung quanh bạn hàng ngày, như kiểu là cái mùi cỏ mới cắt, những cái mùi lá sau những cơn mưa, hay là những cái mùi nó rất là tự nhiên như kiểu là mùi thuốc lá ở bình thường thôi, hay là những cái mùi nó ngọt ngào của kẹo, của bánh, của hoa chẳng hạn. Não ta hoạt động trên một cái cơ chế đó chính là ghi nhớ và nhận biết. Khi chúng ta gặp những cái mùi mới thì não ta sẽ ghi nhận nó vào trong não, và khi các bạn nhận được và các bạn ngửi được một cái mùi nó giống hay là nó có phần gọi là tương tự thì não ta sẽ tự động nhắc nhở ta là mùi này ta đã ngửi qua và mùi này có mùi giống với những mùi ta đã ngửi qua. Nên là chính vì thế là các bạn hãy ngửi thật nhiều càng tốt để cho cái kho tàng mùi hương của bạn thật là phong phú. Cái điều thứ hai mà mình muốn nói đó chính là làm sao để mua được thật nhiều nước hoa mà nó phù hợp nhất với tài chính của bạn. Bạn không phải mất một số tiền lớn và không phải ăn mì tôm vào cuối tháng. Thì đó chính là mua nước hoa chiết. Thì nước hoa chiết nó được chiết ra từ những chai nước hoa gốc như kiểu như này. Như ở đây là một chai Quýt Viking. Thì nó có dung tích là 100ml. Thì người bán chiết người ta sẽ dùng xi lanh người ta hút ra những cái chai nhỏ như này. Đây. Và mỗi cái chai nhỏ như này thì chúng ta có thể mua với dung tích là 10ml, 20ml. Và tất nhiên thì giá tiền nó chỉ bằng 1/10 so với cái giá gốc của một chai thôi. Nhưng mà nó có một cái điểm yếu đó chính là cái việc bảo quản mùi hương nó không được lâu. Và cái việc tất nhiên là cái chai thì nó cũng rất là xấu, nó không thể nào đẹp như cái chai gốc được cả. Nhưng mà về phần kinh tế thì thực sự để như bạn đam mê một cái mùi hương, bạn chỉ cần mua những chai nước hoa chiết này thôi để bạn có thể thẩm được những cái mùi hương đó. Và nếu như bạn nào thích cái chai nào quá thì chúng ta có thể mua ngay một chai gốc đó. Nếu như bạn đang lăn tăn về một cái mùi hương ở đó thì hãy cứ mua chiết đi, rất là rẻ thôi, không quá đắt đâu, và chúng ta lại vẫn được thẩm cái mùi hương vậy. Cái vấn đề thứ ba đó là nếu như các bạn vẫn không đủ tài chính, không đủ khả năng để mua nước hoa chiết thì chúng ta phải làm nào? Đó chính là các bạn tham dự những cái buổi offline trên những cái fanpage, trên những cái nhóm nói về nước hoa, về những cái người đam mê nước hoa, hay là kiểu một nhóm người đông kiểu chơi nước hoa với nhau. Thì mỗi lần đi off thì bạn sẽ được ngửi rất nhiều mùi của những chai nước hoa mà người ta mang đến. Thì tất nhiên ở đây thì bạn ngoài cái việc bạn ngửi được nhiều mùi, bạn làm phong phú hơn cái kho tàng mùi hương của bạn. Nhưng mà có một cái điểm yếu ở trong này đó chính là khi các bạn ngửi những chai nước hoa của người khác thì người ta sẽ đưa ra những cái quan điểm của người ta. Mà nếu như bạn là người không tự tin vào cái mũi của mình thì bạn rất dễ sẽ bị người ta đồng hóa, sẽ bị người ta đưa cái quan điểm của người ta vào quan điểm của mình để nhận thấy đấy là một cái mùi hương giống với người ta. Nên là những cái lần đi off thì mình luôn giữ cái quan điểm của mình, đó là mùi hương mình ngửi ra sao thì nó phải là như vậy, chứ không thể nào mình ngửi mùi hương đó rồi người khác nói đó là nốt hương này thì mình lại mặc định nó là nốt hương này. Đừng bao giờ, bạn phải giữ quan điểm của bạn. Và tất nhiên thì những buổi đi off như vậy thì bạn nên mang nước hoa theo, những chai nước hoa của bạn, dù nó không nhiều, dù nó không đắt, dù nó không đặc biệt, nhưng mà đấy là với bạn. Còn với những người khác có thể người ta chưa ngửi những cái mùi hương đó, những mùi hương đó là những mùi hương lạ, mùi hương đó là mùi hương đặc biệt, thì biết đâu người ta lại thích, và đó cũng là sự đóng góp cho buổi họp ngày hôm đó. Ở cái điều cuối cùng mà mình muốn nói ở đây đó chính là trong cái kinh nghiệm đam mê mùi hương của mình thì mình rất hay xem những cái bài review, những cái bài viết về cái cảm nhận mùi hương nào đó, hay là những cái kênh YouTube mà người ta làm review về nước hoa. Thì qua đây thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm mạnh, điểm yếu, thời điểm sử dụng hợp lý.
của một chai nước hoa nào đó. Và ngoài ra thì chúng ta có thể xem được những cái bình luận ở bên dưới, xem là người đó có review chuẩn hay không, và những cái điểm người ta đồng ý và không đồng ý với cái vlog hay là những cái bài review đó. Và tất nhiên thì đó vẫn là cái trên cái khía cạnh về quan điểm cá nhân của người ta thôi, chúng ta vẫn phải giữ quan điểm cá nhân của mình. Nhưng mà từ đấy thì mình có thể nhận được những cái điểm mạnh, điểm yếu, và để mình đưa ra cái quyết định chính xác nhất khi mà mua một chai nước hoa nào đó. Chính vì thế nên là vlog của mình rất mong các bạn có thể like, có thể chia sẻ để những người đam mê mùi hương có thể tìm đến và có thể một cái nguồn tư liệu để tham khảo trước khi mua một chai nước hoa. Mình chúc các bạn sớm tìm được một chai nước hoa phù hợp với cái cá tính, thể hiện được cái phong cách của bạn, và các bạn có thể đi được dài hơn trên cái con đường mùi hương này mà không phải ăn mì tôm một cuối tháng. Xin chào và hẹn gặp lại.